đầu video mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mấy nay trời mưa quả đen bay vô nhà hơi bị nhiều. Tư không mận đen tư. Ba đi cọt kìa. Nhóc trơn quá. Ăn thì ba không ăn chắc. Đâu vô trong luôn nhiều lắm á. Tụi nó hẻm qua đó mà chặt xéo xuống trên bằng. Dạt qua xéo lại. Ăn xuống luôn. Rồi đó. Cái sò bự quá mà không nên thân. Hôm nay dịch Covid chị Tư làm 5 chỗ rồi, đóng cửa hết 5 chỗ. Quá đâu hoài ta ơi, chị có công ty đó gì nè mà không mặn đi đâu cho xa. Đi ai đi nữa. Sáu biết nấu súp thôi hả? Trời ơi, biết nấu súp thôi chứ ông Đức không yêu cầu món ngon giật lại cho mà nấu. Khô queo mặn là miếng chanh. Ủa sao ở chảnh kêu bằng khô queo không á ta, dụng chảnh á. Ừ, cái này là khô khô phải không? Ừ. Ừ, khô queo khô quéo qua chảnh á. Khô queo khô quéo. Biết rồi, giống như quen vậy á trời. Hèn chi. Mày biết đâu khô khô. Quẻ ống mà đường qua đi nhưng mà nó chảnh gọi là đường thơm, đâu ai nói tiếng qua đi đâu. Bởi vậy nghe tâm nó nói hôm nay mình khô queo nghe. Khô queo à, khô mặn. Chắc là kia kìa. Hôm nay kia bằng lăng tàn à. Cắt ra đi. Bữa nay cái bằng lăng nó còn có mấy bông mà bắt đầu nó ra trái rồi. Có mấy cây bông màu gà nó màu tím nè. Cái này nó màu tím nè. Mình quay nó không có được màu tím, không được lên đẹp lắm. Cái màu bên đây là màu đỏ. Đây là màu tím. Đụng cái gì? Cột tóc. Cột tóc nè, bỏ vô luộc đi. Ăn trường sinh à. Cái gì? Ăn gì vậy? Ăn mì với gà. Gà màu. Gà ha. Con mì với gà chế. Không được. Hai đứa này. Này mình vừa xào xả cho nó thơm. Rồi mình vừa ốp xả tươi trong đây nữa. Này củ cải đỏ
bào ra ngâm nước muối. Em làm cái gì? Hồi em trộn nước xoài nè. Trộn xoài chắc làm gỏi. Gỏi tay heo à. Cái xoài như cái trái đu đủ rồi. Mà trái xoài nó không nên thân, nó bị hư rồi. Không lấy cái dao bự bự. Dính nó dính cái hộp rồi. Ngon quá, ốc như vậy là đúng là ốc mương hoặc là ốc vụn mà. Còn ốc chỉ tư không mua là ốc xong. Thật lẽ con muốn tư á, ốc đó ốc xong á. Quên, ăn cho tách chi. Giờ nó sợ rồi. Nó lần nó thèm nó quất lần ký một ký. Cái này ký cái kia. Nó ăn lần là sợ luôn không? Rồi, ăn lần xong là sợ luôn. Mưa. Sáng gió thì chị đổ mưa mà. Ốc mùi quá ngon. Mỗi lần mưa của mình năm quá. Ốc mặt công. Chú ý là nó ra màu vàng đẹp. Hai đầu bếp sẽ chỗ tài nấu một món. Đất lên lấy cho em mấy chiếc giống vậy đi. Ông này phải giặt. Cái này là nghiệp dư ở ngoài phải chạy xô. Này là phụ bếp để hai đầu bếp chính làm. Ngại hết sức vậy đó. Mày ngồi gì vậy? Đúng không? Mà không vậy đó, dậu này vậy giống như không? Ngon. Phải không? Mà tự nó ngon quá rồi mà Tư ơi. Ngon quá hả mày? Chế phải giống vậy được phải không? Giống vậy mới được. Lấy bậy là đi đi, đi lấy tiếp. Nè, giống rồi đó, giống hệt luôn rồi đó. Sao lâu đài không? Chương trình khéo tay. Sắc mà không đều là không được đó nghe. Hả? Bị chửi lại. Ờ. Sắc không có. Sắc tượng hồ phải ăn nha. Chương trình khéo tay hay làm. Rồi hư màn hình rồi. Chết bà rồi, tốn tiền nữa rồi. Quá trời hơi màn hình luôn vậy đó. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bên tay trái. Để lấy cái thước từ đo. Ủa, cái thước kẹt từ đo nó phải chơi chắc điều không? Chị thử tay trái mà. Ủa. Bên tay trái của chị Tư, bộ bên tay trái là đầu bếp tên là chị Bốn. Bên tay phải là đầu bếp chị Chín. Đây là thợ phụ đứng ở ngoài giờ. Con này thợ phụ, thợ phụ mà giống giám sát quá. Đứng cái này nữa ta. Rồi cháu không biết thành trong chạy mà hát chơi đi. Ha. Làm liền rồi. Hồi ăn là biết biết liền hả? Thấy cái miếng này nó hơi dày hơn cái miếng này đó nha. Để nó đi. Ông dứt miếng nó đi. Miếng nào dày thì vậy. Tiêu quỷ đi. Mua đồ trong gói này là nhiều rồi đó. Bao ăn mà. Bao ăn, bao uống luôn. Bao ăn, bao mập. Tôi cho tách cái đường học luôn. Bao mập luôn đó hả? Bao ăn, bao. Cứ ăn đi mà. Cứ ăn đi, cuộc đời cho phép. Thấy nào hồi cũng được kìa.
nhà dân đi siêu xin phí à. Trời ơi vậy luôn hả? Nó cho chị một keo chứ kìa, ở là xin nó cho trước rồi. Xin gì xin. Sợ chị nhìn đứt. Tôi chị mới lợi chứ đó. Chị mới lợi. Ừ. Mấy nay cái bụng mình nó bị gì ta? Có bầu cái bị vậy? Phải. Trời ơi, ông gài đâu không có ngủ đây à. Đây, ông mới có về chảnh hai bữa thì nó đâu có thành vấn đề đâu. Nó bị cái cả... lâu rồi. Lâu luôn hả? Nó đố người ta vậy chứ con ngủ sáng bây giờ kìa. Nghe lắm không? Hay ta. Trời ơi. Cái tuần á chị Lê chơi coi rồi. Trời ơi, chị tôi coi hoài. Ở đây ông mũi đeo chích ông vậy đó. Mình ghiền đập tới bóp xịt máu ra. Còn này quét cho nó đi. Trời ơi, quét cho nó quét cho nó đi. Hồi cái nó đói cái nó bài vậy. Nó tiếp. Con mũi nhỏ quá, ông ăn con gà không à. Em là thấy mũi là em ngược tới bến á. Ngược tới bến rồi hả? Tới bến à. Hình như là chỉ có một mình anh là với ba là cái gì không có cơm. Mà anh là số 1 thôi, cơm là 3 thì... Anh Vinh nữa nè, anh Vinh là không có cơm là chết á. Có à, bữa anh đi đảo 2 ngày anh đâu có ăn hộp cơm rồi ăn hủ tiếu à. Ăn hủ tiếu cho mày gói phải không? Ờ. Tôi mà 1 ngày không có cơm là chịu không nổi rồi. Cái bo ta tiền cho. Làm nhưng mà không được vui. Vui, không vui là đi làm. Chữ nó bắt ta cừ hả? Chị Tư đang chiên một con cá hát lát. Ê, chưa, để cho nó vàng vàng hả Tư? Cá hát lát rút trường. Cái này múc là dĩa hơn hả? Lấy cái dĩa cán bự bự á. Hai dĩa hả? Hai dĩa. Hai dĩa thì lấy vừa ha, đừng múc. Cái nước, cũng hai nước rồi là... Chỉ hai cái chén nhỏ múc nước mắm trắng luôn nha. Rồi mình có nước mắm trong rồi nhưng mà mình phải có chấm nữa. Ăn nó mới ngon. Đây có một dĩa dĩa đọt nhãn lồng nè, ăn với cá chiên nè. Thắng ăn cơm luôn nè con. Nhãn lồng ăn với ốc bươu vàng. Trời, ăn với ốc bươu vàng đấy. Ăn nha. Ăn ốc đắng ăn ốc bươu vàng. Ừ. Hả? Sớm ốc có ốc bươu vàng không? Ốc đắng là không có ốc bươu vàng. Sao rồi có lãnh thưởng gì không? Nó gặp cô lớp 9 hay gì đó. Cô cái gì em? Ủa, cô Hư. Tao bắt giỗ. Hai tháng mấy nữa chứ? Trời, đâu có gì đâu. Đi hả? Hai tháng mấy nữa chứ? Trời. Lấy ốc đắng hoang với đòn nhãn lồng nè. Ăn cái đó không có sao. Ăn đi đó không có sao. Thôi đi có sao chứ. Chị Hô ăn đi Đức mà không sao. Chị biết đi Đức là đi đâu không? Vậy. Chị biết đi ăn đi Đức là đi đâu không? Đi về Đức. Đi về Đức. Đi về miền cực lạc. Rồi mời mọi người ăn cơm với gia đình Ủa? Chúng tôi. Mời tất cả mọi người. Mời tất cả mọi người ăn cơm. Nói cho bác hai miếng con anh Sáu. Mai đổi là chuyện Sáu. Đủ chén chưa? Đủ chưa? Hai chén nữa. Cái giòn hoài sao ăn vô? Ngồi đi Thắng, ngồi đi con. Đủ không? Chấm đủ rồi. Cũng mắm này cũng mắm làm hả? Mẹ ăn thêm cơm không hay là mẹ nhiêu đây thêm đi ha, ít lắm. Bỏ 1 gram nhiêu nữa em mới ngồi. Ăn không có mắm lớn ra, không ăn được. Dứt miếng cơm đi chị, ăn miếng đi. Chút thôi nha. Rồi ăn đâu ăn chi cho giữ cho nóng. Trời ơi, kia ăn kia không ăn kia để ép ăn cơm. Ừ, trời ơi, nó không có ăn cơm nó sốt bao tử đó. Sốt thằng mà sốt, ăn thịt vô nó sốt. Em cần à. Ba cơm ơi. Không biết. Ba đâu rồi? Nãy nghe ba đây ăn thỏi chắc nghe xong rồi. Nghe ăn thỏi. Nó ngon hả? Thắng còn rớt tới không? Nó hơi dài nè. Ừ. Dạ cá ngon ha. Dạ dạ. Chiếc nước à? Nước tay chua bát ghế.
đất. Nó hoài đi. Mẹ, muốn cắn móng tay. Là hồn cắn móng tay hả? Đang ăn gì ăn đi con. Thịt ếch đâu nè. Nó đau luôn rồi. Buồn à. Không phải đau bụng gì rồi. Nằm cắn móng tay bụp bụp. Nó sớm giờ tới giờ buồn ngủ đúng rồi đó. Ngủ đi con. Nó ăn trưa rồi ngủ ngủ. Nó chưa ngủ hả? Nó điện không ha, ông điện nó. Nó này nó không có xương nè. Con vô chị nhanh hả? Đập. Đập cái gãy. Sợ luôn. Lát lên nằm ở đây mình giật cái nhau. Ăn thỏ bắt thắng kìa. Tôi kêu nó làm gì nó làm nó nấy à. Thi cốt mà bên nào. Cái kèo nó bắt hai mở theo chấm mềm. Rồi, thì mới cầm cái con rượu ngon. Má cô cầm đứa gần đó. Trời quất cái đùi luôn á. Bữa mà em. Lắm không? Nãy ăn con tôm mà chị hai nhầm qua đây ăn tôm nữa. Bị hai bữa nay rồi. Ngứa không? Nó cái bụng yếu giống như yếu vậy. Không làm ở cái trường. Chơi sồi kia, không phải chơi sồi kia. Hồi sớm này nói làm nửa trái này nửa trái kia, làm lá trái này không à? Không. Làm con trái này không à? Vậy là gọi không dám ăn rồi chua quá hả? Nó có không chua vậy? Mẹ chiên ghét quá luôn. Ơ, mà bỏ lại vô hao á. Bỏ cho ấy thấm hả? Dạ, ông gắn vô thêm nữa. Được thôi không? Gắn 4 ống luôn. Chế thêm. Ống giả. Chạy xịt 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 khói đi. Ngóng chạy khói mất mẹ rồi gắn nhiều ống cho nhiều khói hả? Chạy xịt khói. Gắn khói giả mà. Vô làm chi nữa. Thấy vậy chứ về cũng phải vô chứ. Không có xe nào mà về mà không vô đồ được. Phải vô đồ coi cho mới. Tôi khoái rồi xe làm sao về để nguyên vậy à. Rồi buổi trưa mời mọi người ăn bữa chua. Chua. Con ăn có được đâu, chua. Chua đó. Buổi trưa mình ăn bữa chua. Nè. Ăn ốc bán rồi. Ăn ốc xong rồi ăn bữa chua vô. Chua đâu kìa. Buổi trưa mình ăn bữa chua. Nói rồi. Buổi trưa mình ăn bữa chua. Nó khó nói lắm. Sao? Buổi trưa ăn bữa chua, đâu nói rồi. Vậy. Buổi trưa ăn bữa chua. Buổi trưa ăn. Là sao không hiểu là nó lại coi. Có nghe là buổi trưa ăn bữa. Buổi trưa ăn bữa chua. Đúng rồi. Buổi trưa ăn bữa chua. Buổi trưa. Buổi trưa ăn bữa bữa chua. Bữa trưa. Vậy. Bữa trưa. Buổi trưa ăn không bữa. Thật lẽ quá luôn vậy. Là buổi cái bữa thì chua nè. Buổi trưa ăn bữa chua. Hiểu chưa? Buổi trưa. Buổi trưa. Ăn bữa chua. Ăn bữa chua. Ừ. Thì vậy đó. Nói lại đây. Nó làm rối loạn mà. Nói lại. Hả? Nói lại nói nhanh nhanh. Buổi trưa. Nó không không có ghét vậy. Mẹ tưởng con ngủ với Hương chứ. Tưởng con ngủ với rồi mai mới về chứ. Nó không gặp cha luôn. Kìa thấy con ngồi gì chưa? Buổi trưa. Buổi trưa ăn bữa chua. Buổi trưa ăn bữa chua. Nói rồi. Buổi trưa ăn bữa chua. Ý mà nói là cái bữa này là chua nè. Mà mình ăn bữa trưa. Rồi nói rồi. Giống như mình ăn trái bưởi này giác chưa? Đúng không? Nhưng mà nó chua thì mình mình gọi là mình ăn bữa chua. Buổi trưa ăn bữa chua. Đó rồi. Buổi trưa ăn bữa chua. Nói nhanh lên. Nói nhanh. Nói lộn. Nói lẻo lẻo hẳn gì. Thì nó lộn thì ăn gì lộn vô. Có gì lộn á, trừ bốn chứng á. Nãy giờ mà ai nói lộn á là cái gì mà buổi nói lộn thì ăn trưa luôn. Buổi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa
Rồi video mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người video sau.